Ê, xin chào, ta chính là Nos đây. Ta chính là người đã tạo ra cái game Minecraft đây. Thì hôm nay là bị mệt mỏi quá, thôi ta ngồi xem TV tí nào. Gì đây? Nó ăn hả? Dẹt. What the hell, phim có gì vậy? Ê, cua đi. Oh yeah. Hồi phim này coi rồi mà. Ôi trời ơi, cái gì đây? Hả? Phim gì la vậy? Phim xàm quá à. Thôi gì đây, tin tức hả? À, hôm nay có một cái bánh xe bánh tin tức xàm vậy. Trời ơi, hay Hero người ta coi rồi, hay Hero làm gì có thật vậy mà cũng có nhiều đứa tin đó. Cái gì đây, bánh tợ Valentine, fuck Valentine nè mày, chết cha ơi, lỡ làm bể TV rồi. No, thôi kệ đi, thôi mình vô laptop mình đọc laptop xíu nha. Mở ra đây nè, đó mình ngồi rồi, lít vào đây. À, màn hình bên thuộc mình đây rồi. Bây giờ là mình sẽ thử đọc fan, đọc thư của mấy fan nha. Ok, cái gì đây? What the hell? Nos là đồ ngốc, Minecraft là game xàm, nghĩ mẹ đi. Đậu đậu phộng, nó dám nói game mình làm ra là game xàm à? Gì đây? À, nó chim dài 8 cm. Cái gì? Chim tao dài 8 cm hồi nào? Tao tao là 20 cm nha mày. Cút. Rồi ok, nó thử cuối cùng để coi thế nào. Yêu cầu Nos, ông hãy tạo ra một loài vật mới đi, thật là chán quá đi hả? À, thật ra thì tạo ra một loài vật mới cũng khá là hay á, để mình thử tạo ra một con gì mới mẻ cho mọi người ha. Ok, tạo nào, đây chúng ta cùng nhau tạo một loài vật mới nào. Shipper, ta sẽ gọi đó là Shipper Create đó. Bây giờ mình sẽ vẽ ra nha. Đây là một con cừu đó, con cừu có 4 chân này, đúng không? Đó, bè con cừu có 4 chân. Đây là một con Reaper, trời thì giống cái gì bây giờ bạn. Đó, một con Reaper. Nếu hai con cộng lại thì nó sẽ ra cái gì? Các bạn sẽ biết. Nó sẽ ra cái này. Nó sẽ ra một con cừu Reaper. À, hay không? Ok, hello, xin chào mọi người, chào mọi người đến với channel của mình là Jackie và hôm nay là mình sẽ chơi Minecraft Survival hoặc là Building gì đó, đúng không? Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái gì đây? Minecraft 1.69 á. What the fuck? Bây giờ mới là 1.10 mà, 1.11, 1.12 rồi mà. Cái gì update nhanh vậy trên nội NOS này? À, đọc hở coi, tự nhiên cho một trứng gì luôn đây. Update phiên bản mới một Minecraft 1.69.2. What the hell? Cái gì mình lên 6.9 nhanh vậy ba? À, Reaper và cừu từ giờ có thể giao phối với nhau tạo ra giống loài mới. What the hell? Cái gì? Minecraft cái gì mà Reaper với lại cừu lạnh luôn hả? Trời ơi. À, ta quên cách cho chúng giao phối với nhau rồi, các bạn tự tìm hiểu nhé. Cái gì cha nội này, update còn không nhớ nữa, điên. Cách cho chúng ăn cũng quên luôn rồi, chức năng khác cái gì, what the hell, cái gì mà cũng quên. Vứt mẹ đi, vứt mẹ đi, gì mà cũng quên. Cái gì đây, gạt, cần gạt để cập nhật phiên bản mới. Ok, ô cũng tiện phết ta, bây giờ tiện có thể cập nhật phiên bản mới tại chỗ luôn nè. Ok, hơi gạt đi nha, tạch. Xong rồi đó. Ok, cái gì mới không? Rồi tôi tắt trời mưa đã. What the hell? Vậy là xong 1.69 rồi hả? À, bây giờ chúng ta có thể giao phối là cừu với lại bởi nhau. Ủa, nó cho mình sẵn cái này nào, từ để mình cất bớt đồ như vậy bạn ơi, sợ vãi. Giờ là sao cho nó giao phối với nhau nè, mới là một chuyện nào. Ok, cất hết đi, chúng ta sẽ cần sau khi làm ha. Ok, cất hết rồi. Chúng ta sẽ lấy cái này luôn để có gì dắt lũ cừu nhá. Ok đây. Một con cừu nè, hai con cừu nè, từ con Reaper mình sẽ để ở ngoài, sợ lắm mày ơi, mình sợ lắm. Nó có giao phối nhau thì từ mình sẽ để đây nha. Thôi để đây đi. Làm trong cái chuồng đi cho nó tiện. Đây này đó. Rồi. Giao phối nhau đi. Giao phối nhau kìa bạn. What the hell? Wow. Nó ra một con what? Cái gì mà đậu phộng, nó ra một con này mày ơi. Ê đứng lại, mày có nổ không? Con này nó không có nổ nha bạn. Wow, một con cừu có cái chân của con Reaper
vào cái đầu con Reaper là mình giống như con Reaper là lốt á mẹ ơi, dễ thương vậy. Rồi con hai nè, ok chạy ra em. Ô thôi đừng anh ơi đừng ok dưới đây chúng mày chúng mày chừng nó nổ á. Ui anh ơi đừng dưới đây á. Nổ đi, ở đây không sao, ok nổi nước thì không sao. Ê con này không chết gì rồi, mình nó phát hiện ra con này nó không chết gì bạn ơi. Bây giờ là sao cho nó ăn đây, từ từ đó mình lên lại sao lên đây. What the hell, cái gì đây, ok. Không biết nó ăn cái này không, để mình xem thế nào nó có ăn không. Hy vọng là mày sẽ ăn. Ê mày ơi, cái gì mà tùm lum vậy đó. Ok được nổ anh ơi. Được cái nổ, cái gì vậy, sao mày hít xuống đây quá vậy, tụi bay điên à. Hai cho mày lên nè, đó lên đi, để mình lắp đất để cho tụi này nó lên. Ok vậy gì nè. Ok chỉnh nó đi, chỉnh nó đi. Ok hai con nó chỉnh nhau, nó ra con này nữa. Ôi đừng theo em anh ơi, đừng theo em anh ơi, đừng theo em anh ơi. Ok chúng ta sẽ cho nó ra chống lại mới. Ok rồi. Ôi nó chịch ghê quá. Ôi hello. Ôi anh ơi đừng, sao đang làm dự án khoa học, tại sao mày đến tao hả? Mày nhường với tao. Ok cút đi. Ô trời ơi nước không à. Ok thôi dù sao chúng ta cũng có một cái giống loài mới, thì chúng ta sẽ xem ăn được không. Ăn nè. Không ăn hả? À? Thôi thì mình cho nó ăn cái gì đi, có lúa. Ok lấy lúa cho nó ăn. Lúa đây, ăn không? Hồi nãy không ăn. What the fuck? Cho nó ăn cái gì giờ? Đùa. Cho ăn cái gì? Mày muốn ăn cái gì vậy? Ta cho ăn nè. Ồ, qua đây nè. Qua đây nè. Nè, qua đây nè. Cu. Thôi hay là mình dắt coi. Dắt được không? Dắt được hai con lúc nè. Còn có ba. Đó. Con này dắt được không? What the hell, con này nó mới tử mày ơi, kiểu như mình không có dắt nó được. Đi nè mày, đi nè đấm mới được tao giết mày chết mày à. Nhờ nhì máu này sao trâu quá vậy, chết đi sao không chết. Ủa nó nhìn xuống dưới rồi mày, ghê vậy, chết đi. Ok rồi thịt ăn được không hả, thịt chín luôn à. Con cừu này dưới ra thì ra thịt chín ngon vậy. Ôi trời ơi, what the hell, mình ăn thịt vô tự nhiên nổ tung luôn. Mày đùa tao à. Thôi từ lại nha, thử giết con nó lại coi. Mình sẽ thử giết nó lại và xong rồi lấy thịt cho nó ăn. Ồ vậy con đây là con cù nổ mày ơi, con cù này là ăn vào á là nó sẽ nổ. Hay vậy sẽ chơi, từ lấy dây này ra. Cậu thì lấy dây tao sẽ cắm vô bên đây. Phải cá cù ạ. Đây, cho mày nữa. Bây giờ tao sẽ đi chơi đây. Rồi bây giờ cho nó ăn lại nha, bây giờ mình sẽ giết nó bằng cái kiếm, mình lấy cái kiếm là giết nó đi. Trời ơi con cừu này nguy hiểm lắm mọi ơi, không thể tin được, thật là không thể tin được, thật là tuyệt vời. Đâu cái kiếm đâu, quanh đây có kiếm gì cho em không, đây kiếm đây. Trời ơi hòm của mình sao tự nhiên hết trơn rồi, cái thằng update xong tự nhiên hết mất mẹ đồ rồi, cái thằng nó khốn nạn kia. Ok tôi sẽ lấy cái này. Rồi đói rồi, chưa gì để đói rồi sao. Ok bây giờ ta sẽ cho mày biết thế nào là lợi hại của cha con mẹ nó kì. Ôi rồi con cừu ở đâu, ha ha ha, ta sẽ giết mày, ha ha ha. Ôi lộn, không phải con này, giết con này đây, chính là mày mày nè. Cờ họ ngu hợp chỗ nó giấu, mày trâu quá, trâu vãi trưởng luôn. What the hell, mày trâu. Ok đây là thịt của nó đây, thịt nổ nha bạn. Chúng ta sẽ lấy thịt nổ này, chúng ta sẽ cho con gì nó ăn. Mày á à. Ngu à, chết nè. Ê à, ôi cái gì đấy, nó bay vô luôn kìa. Ok ngon chim. Yeah, thịt này mình làm gì đây. Ông ơi anh Tuấn kìa. Ok các bạn, bây giờ là mình sẽ cho anh Tuấn ăn cái thịt này. Hello anh Tuấn, ăn nè, ăn đi. em có cái này cho anh nè. Ok chị nó núp lẻ. Ui là hư cấu quá đi. Thách thức tao hả? Đừng. Dám thách thức tính với đỡ hả? No. Chạy. Mày chết con mẹ định rồi. Fucking hell. Tính với đỡ hả? Tại sao? Ok chuẩn bị được rồi. Dạ lên nhầm cuối cùng rồi. Fuck. Đừng. Anh lấy đập bể nha em. Mày hả gia kêu. Trời ơi. Fuck you. Tại sao là bể nhớ tôi vậy. Fuck you. No. Trời ơi. Out game luôn. Sao ổng đến thăm nhà mình giờ out game. What the fuck. Trời ơi.
Anh Tuấn ơi em chừa rồi, fuck you anh. Thôi làm lại con cừu nào. Đây. À, tao sẽ giết tụi bay để bỏ tức. Ok con cừu. Ô, mình tự hỏi bạn, mình có thể cắt lông từ lấy cái này ra đi. Fuck. Mà có thể cắt lông con cừu ra không? Để coi. Biết đâu bất ngờ là một cái lông gì sao. Ok, cắt mày ra nè. Ô. Ô. Cái gì vậy? Vãi cả con cừu. Ok, mình có lông. Ô, lông lạ vậy. Ripper Wool. Ô, lông Ripper hả? Ô. Mình có thể làm gì không? Đặt nó xuống đây hả? Ô. Ô, mình qua xuống đất tự nhiên nó ra như vậy nè. Ơ, hình như là mình nghe nói á, hình như là thả màu vô á thì mấy cái đống này nó sẽ ra màu đúng không? Ok, màu đây rồi. Bây giờ thử thả màu vô coi hay là đúng không? Hay mình biết là như thế phải không ta? À, thả vô nè. May nè. U, nó ra màu vàng nè. Vãi thiệt luôn. Ơ, thiệt luôn nè. Ờ, ra màu tím nè. Wow. Đây là một cái lông thần kỳ bạn ơi. Ồ, mình thử mà lấy ra coi. Đây nè. Ồ, nó lông mới nè, đặt xuống lại coi. Vậy là hết công dụng rồi, chỉ là xài một lần thôi. Ồ. Ok, thì nói chung cái loài cừu này cũng khá là đặc biệt. Thì con lai giữa Ripper và cừu cũng khá là ngộ. Do Nos làm ra vào phiên bản 1.69.2. Thì con này cũng khá là hữu ích trong việc đi trôn bạn bè các thứ. Xin lỗi anh Tuấn. Thì nói chung là nếu mà hết series này của mình thì nhớ like và subscribe kênh của mình nha. Ok, bye bye mọi người. Woo, woo, chết đi.